Dù có phải là một fan hâm mộ bóng đá cuồng nhiệt hay không, có lẽ ai trong chúng ta cũng biết đến Cristiano Ronaldo, siêu sao người Bồ Đào Nha. Không chỉ là một tuyển thủ tài năng, Ronaldo còn được biết đến rất nhiều bởi những nghĩa cử cao đẹp của mình như bán đấu giá các giải thưởng cá nhân để lấy tiền làm từ thiện, dành thời gian tới thăm các bệnh viện nhi. Và đặc biệt nhất, toàn thân Ronaldo không có lấy một hình xăm để có thể đi hiến máu. Chà, vậy thì điều này có nghĩa là người có hình xăm không thể hiến máu à? Liệu có phải không nhỉ? Theo thông tư số 26 năm 2013, ban hành ngày 16 tháng 9 năm 2013 về hướng dẫn hoạt động truyền máu, thì người có thể tham gia hiến máu là tất cả những ai có đủ các điều kiện sau. Từ 18 đến 60 tuổi, thực sự tình nguyện hiến máu của mình để cứu chữa người bệnh. Cân nặng ít nhất là 42kg đối với phụ nữ, 45kg đối với nam giới. Lượng máu hiến mỗi lần không quá 9ml một ký cân nặng và không quá 500ml mỗi lần. Không nhiễm hoặc không có các hành vi lây nhiễm HIV và các bệnh lây nhiễm qua đường truyền máu khác. Thời gian giữa hai lần hiến máu là 12 tuần đối với cả nam và nữ, có giấy tờ tùy thân. Những người có nguyện vọng nhưng thuộc vào một trong các trường hợp sau thì không nên hiến máu. Người đã nhiễm hoặc đã thực hiện hành vi có nguy cơ nhiễm HIV. Người đã nhiễm viêm gan B, viêm gan C và các virus lây qua đường truyền máu. Người có bệnh mãn tính, tim mạch, huyết áp, hô hấp, dạ dày. Bạn có thể thấy hoàn toàn không có điều nào quy định người xăm mình không được hiến máu cả. Nhưng trên thực tế lại có rất nhiều người đã bị các cơ sở hiến máu từ chối với lý do này. Câu chuyện của họ được nhiều người biết đến và mọi người bắt đầu cho rằng cứ có hình xăm là không thể hiến máu. Thật ra điều này không hoàn toàn đúng. Chỉ những người có hình xăm mới với thời gian dưới 1 năm mới không thỏa mãn điều kiện thôi. Tương tự một số hoạt động tim, can thiệp sâu trên da khác mà không thuộc mục đích y tế cũng vậy như sọ khuyên tai, tim filler, Botox. Nguyên nhân là bởi để lấy và bảo quản được máu là tốn không ít tiền bạc và công sức. Thế nên, bệnh viện luôn phải cố gắng giảm thiểu khả năng nhiễm bệnh của máu. Việc đưa kim tiêm, hóa chất hay các vật thể bằng kim loại vào cơ thể nhiều khi sẽ gửi kèm mầm bệnh truyền nhiễm. Một vài địa điểm xăm và sọ khuyên có thể không đạt chuẩn ở một khâu nào đó và người hiến máu cũng rất có thể lại là khách hàng của các cơ sở này. Và như vậy, để lấy được máu sạch, các y sĩ cho rằng nên loại họ ra thì hơn. Do không có nhiều thời gian, các chuyên viên y tế chỉ kịp giải thích sơ sơ cho người hiến máu nên đã tạo ra sự hiểu nhầm không đáng có như chúng ta đã biết ở trên. Tóm lại, những người có hình xăm vẫn có thể hiến máu như bình thường nếu họ chứng minh được tuổi của hình xăm là trên 1 năm. Mỗi năm có hàng ngàn người bệnh qua đời vì sự cạn kiệt của ngân hàng máu. Chưa thể tự tổng hợp được bất kỳ chất nào thay thế, nguồn máu duy nhất chúng ta có được chính là nhờ những nghĩa cử cao đẹp của người hiến. Không ai chết vì hiến máu, nhưng sẽ có nhiều người chết vì thiếu máu. Rất có thể mạng sống của một người nào đó phụ thuộc vào việc làm của bạn ngày hôm nay. Goodbye, Papa, please pray for me. I was the black sheep.